Chào mừng các kiện tướng đã đến với tâm điểm tướng Natalia, hiểm họa địa ngục. Đứng trước thảm họa của lũ ác quỷ xâm lăng thế giới, một nhóm quang minh chiến sĩ đã tự nguyện hy sinh bản thân. Họ sẵn sàng gánh chịu thứ nguyền rủa ma thuật tà ác để trở thành những hộ vệ bất tử của thánh điện. Và Natalia chính là hậu duệ của những chiến sĩ này. Cô là một trong những chiến sĩ nổi bật nhất, đến mức thánh điện đã chuẩn bị sẵn cả một bữa tiệc để chúc mừng lễ trưởng thành của cô. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng Natalia ngay tại lễ trưởng thành của mình đã cắn nuốt tất cả đồng loại bị nguyền rủa để kết liễu cuộc sống địa ngục của họ. Chưa dừng lại ở đó, cô tiêu diệt luôn cả gã sứ giả của thánh điện. Sau đó, Natalia nóng mình trong bóng tối. Cô thậm chí còn tách được lời nguyền ra khỏi bản thân và ký kết hiệp ước với chúng bằng cách tuyên thệ thần phục ác ám. Từ đấy về sau, Natalia với sức mạnh của lời nguyền này là trợ thủ, trở thành một lực lượng khủng khiếp đến cùng cực. Đầu tiên, chúng ta hãy đến với các kỹ năng của cô ta. Nội tại thần chú hỏa giúp Natalia tăng sát thương sau khi dùng kỹ năng trúng đích, có thể cộng dồn tối đa 10 lần trong thời gian ngắn. Nội tại này giúp cô ta có thể dồn sát thương và hạ gục mục tiêu nhanh chóng sau chỉ một combo. Ác quỷ tụ hội, kỹ năng thứ nhất của Natalia gọi ra 5 bóng ma tấn công vào vị trí chỉ định. Mục tiêu nào trúng hơn một bóng ma sẽ chịu thêm tối đa 30% sát thương. Vì vậy, chúng ta cần chú ý đến vị trí sử dụng kỹ năng để tối đa hóa lượng sát thương có thể gây ra. Quả cầu hắc ám, kỹ năng thứ hai cho phép Natalia tung ra một quả cầu năng lượng, gây sát thương liên tục, kèm hiệu ứng gây choáng và làm chậm mục tiêu khi đi qua. Đây là công cụ để Natalia có thể khóa mục tiêu, sau đó tung ra toàn bộ combo mạnh mẽ của mình. Tuy nhiên, cần chú ý là quả cầu sẽ phát nổ nếu chạm mục tiêu gần nhất. Chiêu cuối tia sáng tử vong của Natalia phóng ra tia sáng hủy diệt gây sát thương liên tục, đồng thời giúp cô nhận được thiên miễn nhiễm khả năng khống chế. Kỹ năng này có thể hủy sau 1 giây. Tia sáng tử vong giúp Natalia có thể càn quét những mục tiêu thấp máu trong giao tranh tổng với nội tại cộng dồn sát thương rất nhanh. Và trong những tình huống then chốt, nếu đủ lượng công phép và khống chế cần thiết, cô có thể thổi bay tất cả kẻ địch một cách nhanh chóng và cướp các mục tiêu quan trọng như rồng và kinh công. Lời cuối cùng, chúc các bạn sớm leo hạng thành công với vị tướng pháp sư cực kỳ mạnh mẽ này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.